Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và dịp Tết cổ truyền của năm 2023 sắp đến rồi, em Thái Hòa về rất là nhiều sản phẩm để phục vụ cho quý anh chị trong cái dịp du xuân năm 2023. Sản phẩm đặc trưng của bên em vẫn là gầm cao, loanh quanh khoảng 1 tỷ và nhiều nhất thì vẫn là Peugeot, đúng không ạ? Thì em sẽ đi lần lượt chi tiết từng sản phẩm một để gửi tới mọi người. Tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Ngoài ra bên em bảo hành động cơ hộp số trong vòng 1 năm cho tất cả anh chị nhé. Rồi, em sẽ đi lần lượt từng chiếc xe một. Hai chiếc Peugeot 2008 ở trong cùng thì em đã đều nhận cọc rồi. Rồi, đây là chiếc xe đầu tiên. Đây là chiếc Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Euro phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 3,2 vạn, mang biển số gốc thành phố. Gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tiền Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Mới chỉ chạy 3,2 vạn thôi và giá cũng rất là yêu thương luôn, chỉ với 1 tỷ 035 triệu đồng. Và giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em vẫn có thể thương lượng và giảm giá mọi người nhé. Cái bản Aurora của 2020 thì xe vẫn được trang bị loa Foco và massage ghế. Còn ở trên bản Aurora của 2022 thì đã bị cắt hoàn toàn rồi, nên là mua vẫn rất là có lợi đấy ạ. Tiếp đến ở bên cạnh đây, đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Euro, sản xuất năm 2017 và đăng ký lần đầu vào năm 2018. Xe chạy 5,5 vạn km, mang biển số gốc thành phố anh chị nhé. Đây vẫn là bản full option, cửa sổ trời toàn cảnh này, rồi là ghế điện hai bên, hắt kính, em xin lỗi, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù các kiểu, nói chung là xe đủ hết và em bán với giá rất là yêu thương chỉ với 769 triệu đồng. Đó, tất cả giá chỉ là giá em Thái Hòa giao thôi. Còn khi anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em vẫn fix giá tụt quần luôn mọi người nhé. Tiếp đến ở đây, em có chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 4 vạn km, mang biển số gốc tỉnh. Xe thì sẵn hồ sơ cầm tay rồi. Ở cái bản 2020 này thì cá nhân em thấy thì xe nó vẫn rất là cứng cáp. Em thích form này hơn là form mới mọi người ạ. Đó, chiếc này thì em đang bán với giá rất là tốt luôn, chỉ với 845 triệu đồng thôi. 845 triệu đồng cho chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt. Đó. Tiếp đến ở đây, em sẽ đi ra ngoài anh chị nhé. Em sẽ đi ra ngoài. Rất là nhiều Peugeot tha hồ cho mọi người lựa chọn. Ở đây em vừa cập bến chiếc 3008 phiên bản 1.6 Active, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km. Đó, một chủ từ đầu, sản xuất 2022 luôn anh chị nhé. Xe thì mang biển số gốc tỉnh, form mới cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó, form mới hoàn toàn luôn ạ. Xe vừa lấy về chiều nay xong. Chiếc này giá mới tinh đâu đó lăn bánh khoảng hơn 1 tỷ 2 thì em Thái Hòa chỉ bán với giá là 1 tỷ 010 triệu đồng. Giá quá hợp lý luôn đúng không ạ? Giá vẫn còn thương lượng được anh chị nha. Form mới được trang bị đèn trước sau full LED này, cúp điện này, rất là đẹp. Ở bên cạnh đây em có chiếc Peugeot 2008 em đã tạm nhận cọc rồi này. Đây, một chiếc xe Thái Hòa cũng vừa mới mua về. Đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Euro, sản xuất và đăng ký năm 2018. Xe một chủ từ đầu, mang biển số gốc thành phố, chạy 8 vạn km. Xe thì màu nâu cánh gián anh chị nhá, nhưng mà được độ lên rất rất nhiều đồ chơi. Trước hết là xe được trang bị ngoại thất, màu nội thất là màu nâu trầm, màu da bò, da nát pan. Gia chủ đã lên da nát pan xịn chính hãng luôn anh chị nhá. Tiếp đến là gia chủ có lên cốp điện này, đa cốp này. Đó, và giá em thấy là bán yêu nhất trên thị trường luôn, 810 triệu đồng. Đó, anh chị nhìn kỹ nhá. Ui trời ơi. Đấy, da nát pan cực kỳ là xịn sò luôn anh chị ạ, cực kỳ là xịn sò luôn. Đẹp, nói chung là đẹp anh chị ạ. Đây là bản full cao cấp nhất. Đấy, gia chủ chăm sóc xe rất là kỹ càng. 8 vạn km, em đang chào bán giá là 810 triệu đồng. Rồi, em sẽ đi sang xe tiếp theo. Ở đây em vừa về thêm chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Active, sản xuất và đăng ký năm 2021, form cũ ạ. Chiếc này thì chạy 1,5 vạn km, cũng cực kỳ là đẹp, sơn zin gần như cả xe luôn. Chiếc này thì em đang chào bán là 915 triệu đồng cho chiếc Peugeot 3008 form cũ, sản xuất và đăng ký năm 2021, sẵn biển Hà Nội luôn. Con này thì em không bán nha. Ở bên cạnh đây em có chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy hơn 4 vạn km, sẵn biển Hà Nội cực kỳ là đẹp. Đó, phun dầu cao cấp nhất luôn anh chị nhá. Và em cũng đang bán với giá là rẻ nhất trên thị trường,
1 tỷ 099 triệu đồng. 1 tỷ 099 triệu đồng, giá rất hợp lý luôn đúng không ạ? Đây ở góc này em có một chiếc xe mà cả gia đình có thể gắn kết ngồi với nhau rộng rãi thoải mái. Đây là chiếc Kia Sedona, phiên bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Đó, xe mang biển số quốc tỉnh, chạy hơn 4 vạn km. Chiếc này thì em đang chào bán là 1 tỷ 099 triệu đồng. Rất rất đẹp luôn mọi người ạ, rất đẹp. Xe gần như là tất cả đều sẵn hồ sơ cầm tay mọi người nhé. Ở đây thì em có chiếc Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy dầu một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe một chủ từ đầu, chạy 9.000 km. Mang biển số gốc thành phố ạ. Không khác gì xe mới cả. Không khác gì xe mới cả. Rất mới luôn. Một chiếc xe SUV thực thụ, một chiếc xe đa dụng gầm cao 7 chỗ, ngồi cực kỳ là rộng rãi luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm xe mới thì dừng lại một chút xem video của em Thái Hòa. Đó, tội gì phải mua xe mới trong khi tìm được những chiếc xe như thế này đúng không ạ? Rất mới luôn, rất mới luôn. Em cũng chỉ chào bán với giá là 1 tỷ 089 triệu đồng ạ. 1 tỷ 089 triệu đồng cho chiếc Mitsubishi Pajero Sport sản xuất và đăng ký năm 2021. Ở góc trong cùng đây, em có chiếc Honda Jazz, sản xuất và đăng ký năm 2018, phiên bản 1.5 RS, sản xuất và đăng ký năm 2018 ạ. Xe một chủ từ đầu, chạy 7 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Độ lên rất là nhiều đồ chơi, ghế da, màn hình, body kit trước sau. Chiếc này thì mang biển số gốc thành phố luôn anh chị nhé, em đang chào bán là 479 triệu đồng ạ. Tiếp đến ở đây, em có chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5L, sản xuất và đăng ký năm 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Chiếc này thì em cũng mang biển số gốc thành phố, chạy hơn 4 vạn km và em đang chào bán với giá là 889 triệu đồng. Tiếp đến lại là một chú Honda CR-V nữa. Đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5L, sản xuất và đăng ký năm 2020. Đó, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km, bố của mới luôn anh chị nhá. Bố của các loại mới luôn. Sơn zin 97%. Đó, em có kiểm tra lịch sử hãng rồi. Rồi, nội thất quá mới luôn anh chị nhá. Đây là phiên bản lắp ráp tại Việt Nam, được trang bị thêm tính năng an toàn là Honda Sensing. Một chiếc xe 5+2, chiếc xe này cũng mang biển số gốc thành phố anh chị nhá. Lốp láp này. Đấy, chiếc này thì em đang bán hơn chiếc kia 100 là 989 triệu đồng ạ, 989 triệu đồng. Rồi, tiếp đến nữa nào. Cuối cùng ở nhà em thì em có chiếc Kia Sorento phiên bản phun dầu Signature Premium, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe mang biển số gốc thành phố, một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km. Đó, rất đẹp luôn anh chị ơi, rất đẹp luôn anh chị ơi. Rồi, quá mới luôn. Chiếc này thì em đang bán là 1 tỷ 215 triệu đồng. 1 tỷ 215 triệu đồng của anh chị ạ, giá đã quá là hợp lý rồi. Trong khi giá mới tinh lăn bánh là loanh quanh đâu đó khoảng 1 tỷ rưỡi, thì em thấy hòa bán như này có hợp lý quá không ạ? Đó là những chiếc xe mà em đang hiện có anh chị nhá. Anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.